Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong tiết học của bài số 5 chương trình địa lý 7, vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên châu Á. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng, tham khảo đồng thời nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy tìm kiếm từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký, trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta cùng tham khảo. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa trang 109 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đi tìm hiểu qua hai tiết với hai nội dung chính là tìm hiểu về vị trí địa lý, phạm vi, lãnh thổ của châu Á. Thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên, xem về địa hình, khoáng sản, về thảm thực vật, về khí hậu, những nét đặc trưng của thiên nhiên châu Á sẽ như thế nào thì đều được chúng ta tìm hiểu trong nội dung của bài học ngày hôm nay. Khi nhắc đến một quốc gia, một khu vực hay một địa phương nào đó thì đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là xác định được vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của khu vực đó. Vậy thì châu Á nằm ở đâu? Nó được giới hạn và tiếp giáp với các vùng nào? Thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ở trong mục 1 La Mã, vị trí địa lý và phạm vi châu Á. Đầu tiên các bạn hãy cùng đọc thông tin trong sách giáo khoa và quan sát vào bản đồ tự nhiên của châu Á. Hãy trình bày đặc điểm vị trí địa lý, hình dạng và kích thước của châu Á. Ở đây chúng ta cùng quan sát vào hình bản đồ tự nhiên châu Á. Thì ở bản đồ này thì chúng ta sẽ có thể quan sát được là châu Á nằm vị trí ở đâu, tiếp giáp với các châu lục, biển, đại dương nào, nó nằm trải dài trong lãnh thổ từ đâu đến đâu thông qua hệ thống kinh vĩ tuyến. Và chúng ta cũng xem được về kích thước của châu Á, xem châu Á, kích thước của châu Á so với các châu lục khác thì như thế nào. Thì ở giới hạn phía Tây của châu Á, đó chính là ở mũi Ba Lan, phía Bắc ở mũi Dezernep. Về phía Bắc của phần đất liền, đi thẳng về phía Bắc là Chelyuskin, phía Nam là từ đó thì chúng ta có giới hạn về vị trí địa lý, đó là châu Á sẽ trải dài trong khoảng từ vùng cực Bắc cho đến khoảng 10 độ Nam. Và nó tiếp giáp, thì các bạn có thể quan sát ở trên màn hình, nó tiếp giáp với phía Bắc thì giáp Bắc Băng Dương, phía Đông giáp với biển Thái Bình Dương, phía Nam giáp Ấn Độ Dương, phía Tây thì giáp châu Âu, được ngăn cách với châu Âu thông qua dải Uran, và phía Tây Nam thì giáp với châu Phi thông qua biển Đỏ. Thì đó là cái vị trí tiếp giáp của châu Á. Và chiều rộng đi từ Tây sang Đông của châu Á thì trải dài 9.200 km theo đường vĩ tuyến. Còn theo đường kinh tuyến thì đi từ Bắc xuống Nam, đi từ mũi Chelyuskin đến mũi Pi thì nó có chiều dài là 8.500 km. Từ đấy, thông qua bản đồ về tự nhiên cũng như bản đồ thế giới chung thì chúng ta thấy được châu Á là cái khu vùng châu lục có diện tích lớn nhất trong với các châu lục khác. Về hình dạng thì hình dạng của châu Á là hình dạng khối, bờ biển thì bị chia cắt mạnh bởi các biển và vịnh biển. Các bạn có thể quan sát thấy địa hình bờ biển nó có những cái khúc cong lượn bị chia cắt. Về kích thước thì đây là châu lục rộng lớn nhất trên thế giới với phần diện tích đất liền là 41,5 triệu km vuông. Gồm cả đảo và quần đảo thì diện tích lên tới 44,4 triệu km vuông. Thì chúng ta thấy được đây là vị trí của châu Á rất là lớn đúng không? Như vậy chúng ta đã xác định được vị trí địa lý cũng như là lãnh thổ của châu Á, chúng ta đã biết được châu Á nằm ở đâu. Vậy thì châu Á với cái vị trí cũng như là giới hạn lãnh thổ như thế thì chúng ta thấy là châu Á phần lớn lãnh thổ thì nằm ở bán cầu Bắc, trải dài bao gồm có cả vùng nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Vậy thì với cái vị trí địa lý như thế thì châu Á sẽ có những đặc điểm tự nhiên như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong mục 2 về đặc điểm tự nhiên. Thì đặc điểm đầu tiên chúng ta nhắc đến về tự nhiên của châu Á đó là địa hình và khoáng sản.
Các bạn hãy cùng đọc thông tin và quan sát vào trong hình. Hãy nêu đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á và nêu ý nghĩa của đặc điểm địa hình, khoáng sản đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á. Thì để nêu được đặc điểm địa hình của khoáng sản châu Á thì chúng ta sẽ phải quan sát vào trong hình bản đồ tự nhiên châu Á. Thì ở trong bản đồ này thì chúng ta có thể quan sát được các cái dạng địa hình của châu Á thông qua cái thang phân tầng độ cao. Những nơi mà màu càng đậm thì nơi đó sẽ là núi cao, độ cao càng lớn. Còn màu nhạt dần thì ở nơi đó địa hình thấp hơn. Và ở châu Á thì chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều các cái dạng địa hình. Ví dụ như núi này, cao nguyên, sơn nguyên này. Ngoài ra thì còn có cả các cái đồng bằng. Vậy thì từ đó thì chúng ta có thể khai thác được về đặc điểm địa hình của châu Á. Chúng ta xem các dạng địa hình này thì nó phân bố ở những khu vực nào, có đặc trưng ra sao. Và từ đó thì chúng ta nêu được đặc điểm địa hình. Đồng thời chúng ta cũng có thể quan sát khai thác từ bản đồ tự nhiên này các ký hiệu về khoáng sản, thì chúng ta cũng có thể biết được các mỏ khoáng sản thì phân bố ở khu vực nào, ở những quốc gia hay vùng nào thì có thế mạnh về từng loại khoáng sản. Thì từ đó thì chúng ta thấy được là ở địa hình của châu Á thì phân hóa rất đa dạng với núi, cao nguyên, sơn nguyên. Chúng ta thấy đây là cái dạng địa hình có màu vàng và cam đi lên. Thì chiếm tới 3/4 diện tích của châu lục. Phần lớn thì tập trung ở khu vực trung tâm này. Các dãy núi chạy theo hai hướng chính là Bắc, Nam, Đông, Tây. Về địa hình thì chia thành các cái khu vực. Ví dụ ở trung tâm và vùng núi cao đồ sộ hiểm trở nhất thế giới thì có một số dãy núi điển hình. Ví dụ như dãy Thiên Sơn, này, Cô Luân, Himalaya. Các bạn có thể nhìn thấy các dãy núi ở trên màn hình. Hay ở phía Bắc là các đồng bằng và cao nguyên thấp bằng phẳng. Phía Đông thấp dần về phía biển thì gồm các núi cao nguyên và đồng bằng ven biển. Còn phía Nam và phía Tây Nam thì gồm các dãy núi trẻ, các sơn nguyên và các đồng bằng xen kẽ. Và các đồng bằng ở châu Á thì rộng lớn và phân bố chủ yếu ở phía Đông và phía Đông và phía Nam. Còn địa hình ven biển, hải đảo thì bị chia cắt mạnh tạo thành các vũng, vịnh. Địa hình núi cao và hiểm trở thì ở châu Á chiếm diện tích rất là lớn, gây khó khăn cho giao thông này, sản xuất và đời sống. Do địa hình bị chia cắt mạnh như thế nên trong quá trình khai thác sử dụng thì cần phải lưu ý để chống xói mòn đất. Các khu vực cao nguyên đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho sản xuất và định cư. Còn chúng ta quan sát vào trong hình về đặc điểm khoáng sản ở châu Á rất là đa dạng và phong phú. Chúng ta thấy là có rất nhiều loại khoáng sản, ví dụ như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, chrome, mangan, đồng, thiếc, bauxit, phân bố ở rất nhiều nơi. Và có một số cái loại khoáng sản có trữ lượng lớn như than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, thiếc. Về khoáng sản của châu Á thì các bạn có thể quan sát thấy được là đây là các loại khoáng sản thì nó phân bố ở rộng khắp trên các lãnh thổ. Và nhờ có tài nguyên khoáng sản phong phú như thế thì đây chính là cơ sở để phát triển các ngành khai thác này, chế biến và sản xuất khoáng sản. Từ đó cung cấp nguyên liệu cần thiết cho ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, luyện kim. Trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản thì cần lưu ý đến việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tàn phá môi trường. Thì chúng ta đã biết được về việc chúng ta sử dụng tiết kiệm khoáng sản như thế nào. Và từ đó thì chúng ta rút được ra ý nghĩa của đặc điểm địa hình và khoáng sản đối với việc sử dụng bảo vệ tài nguyên ở châu Á như sau. Đó là tạo điều kiện cho việc phát triển nhiều ngành kinh tế này và cần hạn chế tác động tiêu cực làm biến đổi địa hình, ô nhiễm môi trường. Với đặc điểm phần lớn lãnh thổ nằm ở bán cầu Bắc thì châu Á sẽ mang đặc trưng như thế nào về khí hậu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong mục 2, khí hậu. Các bạn hãy cùng đọc thông tin và quan sát vào trong hình. Hãy nêu đặc điểm khí hậu châu Á và nêu ý nghĩa của đặc điểm khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á. Chúng ta cùng quan sát vào trong bản đồ khí hậu châu Á thì chúng ta thấy được là khí hậu châu Á được thể hiện qua các cái đới khí hậu với những nền màu khác nhau. Với có đới khí hậu cực cận cực này, đới khí hậu ôn đới này, đới khí hậu cận nhiệt đới, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu xích đạo. Trong mỗi một đới khí hậu thì sẽ có các kiểu khí hậu
Và các kiểu khí hậu thì được ký hiệu bằng số ở trong từng đứa khí hậu thì các bạn có thể quan sát thấy được. Và chúng ta có thể thấy được sự phân bố về khí hậu thì có sự phân bố theo chiều Bắc Nam và theo chiều đi từ Tây sang Đông thì có sự phân hóa khác nhau về khí hậu. Như các bạn có thể thấy đi xa nhất về phía Bắc đó là đối khí hậu cực và cận cực. Thứ hai là khí hậu ôn đới. Trong đối khí hậu ôn đới thì được chia ra thành ôn đới lục địa và ôn đới gió mùa. Thứ ba là kiểu khí hậu ôn đới hải dương. Đi tiếp xuống phía dưới về phía nam thì sẽ xuất hiện đới khí hậu cận nhiệt đới. Trong đới khí hậu cận nhiệt đới thì có 3 kiểu khí hậu là kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải, kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa và thứ ba là kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa. Đến với đới khí hậu thứ tư đó chính là đới khí hậu nhiệt đới. Thì trong đới khí hậu nhiệt đới thì có 2 kiểu là kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa và kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Và xa nhất đi về phía xích đạo cũng như là phía nam thì đó chính là đới khí hậu xích đạo. Thì đó chính là đặc trưng của 5 đới khí hậu với các kiểu khí hậu của châu Á. Và từ đó thì chúng ta thấy được châu Á là châu lục có đầy đủ các đới khí hậu này. Mỗi đới khí hậu thì lại phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu. Những khu vực nằm sâu trong nội địa và phía tây nam lục địa thì có kiểu khí hậu lục địa. Còn ở rìa phía nam, phía đông và đông nam thì có kiểu khí hậu gió mùa. Và từ đó thì chúng ta thấy được là khí hậu châu Á thì nó mang ý nghĩa như thế nào đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên. Đó là từ khí hậu này thì sẽ tạo điều kiện cho phát triển đa dạng cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chúng ta có thể trồng các cái loại cây đi từ vùng nhiệt đới đến cận nhiệt và ôn đới. Và cũng như là các loài động vật cũng thế. Tiếp theo thì chúng ta cần phải chú trọng được tính mùa vụ, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các tác động tiêu cực của khí hậu, ví dụ như bão, hạn hán, lũ lụt, bởi vì châu Á cũng là nơi mà thường xuyên xuất hiện, đặc biệt ở khu vực nhiệt đới thì xuất hiện các cái trận bão, lũ lụt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu mùa vụ cũng như là cơ cấu cây trồng thì chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Thì đó là những đặc trưng cũng như là ý nghĩa của phần khí hậu châu Á thì các bạn có thể ghi chép vào trong vở để chúng ta sử dụng làm tư liệu học bài. Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để chúng ta liên tục cập nhật những bài học và nội dung mới nhất nhé.